ăn của nó đã lắm quý vị. Cái gì? Vô đây là không, cái gì ăn phải bỏ tiền ra hết á, trời nó tinh bày hấp dẫn quá. Cả cái lỗ lửa lòng bánh luôn, tươi là trong này luôn. Mà lực lượng công nhân có ở đông không? Hai đồ khô nè. Cái bà con này.